Quý vị đang theo dõi kênh YouTube của trường doanh nhân HBR. Quý vị và các bạn thân mến, có khi nào bạn tự hỏi làm thế nào để bán được hàng mà không cần những chiến lược tốn rất nhiều tiền hay chưa? Đôi khi không cần kèn trống cho mọi người chú ý, chỉ cần một mẹo nhỏ thôi cũng có thể giúp doanh nghiệp của bạn thu lại khoản lợi nhuận đột phá. Và đó chính là hiệu ứng chim mồi. Vậy, hiệu ứng chim mồi là gì? Nó có ý nghĩa như thế nào trong một chiến lược marketing? Hãy cùng trường doanh nhân HBR tìm hiểu trong bài học ngay sau đây. Hiệu ứng chim mồi, những mánh khóe trong chiến lược marketing. Trước tiên, hãy cùng trường doanh nhân HBR tìm hiểu bản chất của hiệu ứng chim mồi. Hiệu ứng chim mồi là một trong những hiệu ứng trong kinh doanh được nhiều nhà quản lý áp dụng, là cách để đưa ra mùi nhử cho khách hàng, hướng khách hàng đến mong muốn của bạn mà khách hàng vẫn vui vẻ chấp nhận và tự quyết định loại hàng mình mong muốn. Trong lĩnh vực kinh doanh, các marketer luôn cần đổi mới và đưa ra những chiến lược hợp lý với doanh nghiệp. Vì vậy, chiến lược hiệu ứng chim mồi rất hay được áp dụng trong các kế hoạch kinh doanh vì nó mang lại lợi nhuận khá là lớn. Bạn thử nghĩ xem, đã bao giờ bạn từng bị hấp dẫn bởi những sản phẩm giảm giá chỉ 10-20% hay là mua một tặng một hay chưa? Tất cả những chương trình khuyến mãi đó là để hấp dẫn người dùng. Bởi tâm lý con người thì rất dễ thu hút bởi những thứ được xem là có lợi cho bản thân. Thế nhưng nên nhớ rằng, doanh nghiệp hoàn toàn có thể giảm giá hay thực hiện những chương trình đó mà vẫn đảm bảo kinh doanh có lãi. Những chiến lược cụ thể của hiệu ứng chim mồi. 1. Chiêu thức khách hàng được quyền thoải mái lựa chọn. Đây là chiêu thức được khá nhiều thương hiệu áp dụng vào chiến lược marketing của mình. Thay vì để một mức giá cụ thể, có duy nhất một sự lựa chọn cho khách hàng, thì thay vào đó là có thể đưa ra rất nhiều sự lựa chọn và hãy làm cho khách hàng cảm thấy lựa chọn của mình dù bỏ ra nhiều hơn, mua được nhiều hơn, nhưng khách hàng vẫn vui vẻ vì được chọn lựa theo ý mình. Quan trọng là tâm lý của khách sẽ nghĩ rằng, à, mình đã mua được rẻ. Hãy đi vào thực tế hơn một chút. Phương thức này rất hay được các thương hiệu đồ ăn nhanh áp dụng vào bán hàng hay còn gọi là chim mồi trong bán hàng. Thay vì đưa ra những phần riêng lẻ thì những combo sẽ giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn. Một phần cơm có giá 41.000 đồng, nhưng combo vừa có cơm vừa có nước giá lại chỉ 35.000 đồng. Nếu nhìn vào thì đương nhiên khách hàng sẽ chọn ngay phần combo. Chỉ với việc tạo ra combo cho khách hàng thì doanh nghiệp đã bán được hàng lên gấp 2 lần. Và nếu để ý kỹ, chắc chắn giá một phần cơm chỉ là giá mồi để bạn thấy rằng combo cơm và nước rẻ hơn. 2. Chiêu thức quy luật 100. Một biến thể khác của hiệu ứng chim mồi là cách áp dụng vào các chương trình khuyến mãi giảm giá. Chiêu thức này cũng được sử dụng rất phổ biến trên thị trường bên cạnh chiêu thức trên. Hiệu ứng này đánh vào tâm lý người mua hàng. Thường thì cái gì lớn và dễ dàng thuận tiện cho khách hàng sẽ để lại ấn tượng hơn. Bạn cũng có thể thấy rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng chiêu thức này. Để ý kỹ thì đặc điểm của chiêu thức quy luật 100 sẽ là: nếu số tiền giảm giá cho sản phẩm khuyến mại mệnh giá hàng trăm nghìn đồng thì chính sách giảm giá sẽ được niêm yết theo tỷ lệ phần trăm. Nếu số tiền giảm giá cho sản phẩm khuyến mãi từ hàng triệu trở lên thì chính sách giảm giá sẽ dùng đơn vị số tiền để giảm giá. Hãy cùng trường doanh nhân HBR xem xét một số ví dụ. Đối với sản phẩm có mức giá nhỏ, có mệnh giá hàng trăm, các doanh nghiệp kinh doanh bánh kẹo hay áp dụng nhất. Ví dụ như công ty bánh kẹo Kinh Đô có những chương trình giảm giá những mặt hàng bánh kẹo mỗi dịp trung thu. Nghĩa là trong chương trình khuyến mãi, một hộp bánh có giá trị là 150.000 đồng sẽ được giảm 20%, tương ứng là 30.000 đồng. Thì rõ ràng con số được giảm 20% sẽ ấn tượng hơn rất nhiều so với 30.000 đồng. Còn đối với các sản phẩm có mệnh giá hàng triệu, thì phương thức này các doanh nghiệp đồ điện tử, gia dụng hay áp dụng. Một chiếc máy giặt có giá là 10 triệu đồng chẳng hạn, giảm được 15%, tương ứng với những 1 triệu rưỡi. Và bạn sẽ ấn tượng với số tiền là 1 triệu rưỡi hơn rất nhiều so với mức là 15% mà bạn chưa kịp thanh toán ra. 3. Chiêu thức đánh lừa sự lựa chọn. Hãy thử làm một khảo sát nho nhỏ với chính những khách hàng của bạn, rằng nếu doanh nghiệp của bạn kinh doanh gói tập thể hình thì sẽ có 3 loại để khách hàng lựa chọn. Gói 1 là dịch vụ tập yoga và gym, 5 triệu một năm. Gói 2 là dịch vụ tập thể hình, trị giá 10 triệu một năm. Gói thứ 3 là cả dịch vụ tập thể hình và yoga cùng với gym với giá là 10 triệu đồng một năm. Đương nhiên, có thể nhìn thấy rõ được kết quả theo tâm lý của khách hàng là họ sẽ ưu tiên gói thứ 3 hơn vì có thể thấy rõ khách hàng cảm thấy có lợi cho mình khi nhìn vào dịch vụ và mức giá đề ra của gói này. Đây sẽ là một chiêu thức rất hiệu quả
vì thấy rằng lựa chọn chim mồi chắc chắn sẽ được khách hàng không để ý tới, mà cái chính là cái mà bạn muốn hướng đến cho khách hàng. Sử dụng chiêu thức này sẽ giúp marketer thu về số tiền lãi cho doanh nghiệp rất lớn. Vừa rồi thì trường doanh nhân HBR đã gửi tới quý vị và các bạn những chiến lược cụ thể của hiệu ứng chim mồi. Vậy, ý nghĩa của hiệu ứng này là gì? Có thể dễ dàng nhận ra rằng, hiệu ứng chim mồi được áp dụng rất thành công khi khách hàng luôn có sự so sánh với nhau và từ đó chúng ta dễ dàng đánh vào yếu tố này để có thể đạt được mục đích kinh doanh. Ngoài ra, vẫn có rất nhiều bí quyết khác mà bạn có thể áp dụng từ hiệu ứng chim mồi. Đây chính là bí quyết vô cùng hiệu quả trong kinh doanh mà chúng ta không nên bỏ qua. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần cân nhắc rõ ràng và kỹ lưỡng trước khi thực hiện để vừa đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp, vừa có thể giúp ngày càng nhiều khách hàng biết đến chúng ta hơn nữa. Hiệu ứng chim mồi vẫn đã và đang rất phổ biến trên thị trường, nhất là các chiến lược về giá. Và là một marketer, bạn phải tìm cách sống chung với đối thủ cạnh tranh của mình, luôn cảnh giác nếu không muốn bị dắt trước. Chiến lược này chính là một mẹo giúp doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận và phát triển công ty, từ đó tạo tiền đề để phát triển những chiến lược marketing khác cho doanh nghiệp của mình. Trường doanh nhân HBR chúc quý vị và các bạn có thể phát triển được hiệu ứng chim mồi một cách thành công. Còn bây giờ, cảm ơn vì đã chú ý theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bài học tiếp theo.